3 công thức trà gừng giúp bạn đánh bay mỡ bụng. Gừng là một loại gia vị cực kỳ thân thuộc trong mùa đông này, không chỉ giúp giữ ấm cho cơ thể mà còn hỗ trợ giảm mỡ bụng rất hiệu quả. Trong quá trình giảm mỡ bụng, bạn có thể bổ sung trà gừng vào chế độ ăn uống hàng ngày, giúp tăng hiệu quả tập luyện giảm cân. Theo các chuyên gia, gừng giúp kích thích hệ trao đổi chất, từ đó giúp cơ thể đốt cháy calo nhanh hơn. Đặc biệt, gừng cũng giúp bạn nhanh chóng cảm thấy no bụng, cho nên sẽ ăn ít cơm, nhu cầu hấp thụ calo giảm bớt. Đồng thời, gừng cũng giúp làm sạch hệ tiêu hóa, tránh tình trạng bị đầy bụng, khó tiêu, nên bạn sẽ thấy vòng eo của mình nhanh chóng trở nên thon gọn hơn. Với 3 tháng với công thức trà gừng dưới đây, bạn có thể vừa tăng cường sức khỏe, vừa giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa trong mùa đông, lại có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu giảm mỡ bụng, tự tin hơn khi chọn mặc những bộ quần áo sành điệu trước thềm của một năm mới. Công thức 1. Trà gừng với nước nóng. Công thức này hết sức đơn giản, bạn chỉ cần thả thêm một vài lát gừng tươi vào trong một cái chén nước nóng, đợi khoảng 30 phút cho tinh chất từ gừng thấm vào trong nước. Lúc này nước đã nguội bớt, hãy uống ly trà này trước 20 phút trước mỗi bữa ăn. Bạn sẽ thấy mình muốn ăn ít đi, đồng thời lại thấy no bụng trong khoảng thời gian khá dài. Công thức 2. Trà gừng bạc hà. Bạn cắt một nửa củ gừng, cạo sạch vỏ rồi thả vào một ly nước nóng, thêm khoảng 60g lá bạc hà và một chút xíu bột thạch đậu khẩu. Mua ở các cửa hàng có nguyên liệu làm bánh. Đợi cho các nguyên liệu ngấm vào ly nước trong khoảng 30 phút, sau đó lọc bỏ phần bã. Pha ly trà này với 200ml nước chanh và 80ml nước cam. Đợi cho nước thật nguội thì uống, có thể chia làm 2 lần và uống trong ngày. Thường xuyên uống trà gừng bạc hà với nước trái cây sẽ giúp cho bạn bổ sung thêm rất nhiều vitamin, giúp bạn vận động nhiều hơn, đốt cháy calo với tỷ lệ cao hơn, và đặc biệt là giúp cho làn da đẹp. Sự kết hợp của cam và chanh trong công thức trà gừng này sẽ tăng cường các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, chúng rất tốt cho những người bị tăng cân do tình trạng tích nước trong cơ thể. Công thức 3. Trà xanh gừng tươi. Bạn pha một ly trà xanh như bình thường, sau đó cho thêm một vài thìa gừng bào nhỏ, thêm một ít thìa mật ong và thêm một lát chanh tươi. Ly trà này có thể được dùng để uống trước khi tập thể dục, giúp bạn cảm thấy tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng. Hiệu quả đốt cháy calo và giảm mỡ bụng sẽ được tăng cao so với những lần tập thể dục thông thường mà không uống thêm trà gừng. Cả 4 nguyên liệu trong công thức này là lá trà xanh, gừng, mật ong và chanh đều là những chất kích thích quá trình tiêu giảm mỡ và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nên ly trà này có thể được coi như một loại thần dược giúp giảm cân nhanh chóng và an toàn. Bạn có thể kết hợp 3 công thức này để uống trong ngày hoặc áp dụng xen kẽ, giúp tạo sự hứng khởi, thay đổi khẩu vị. Chú ý là không được cho thêm đường vào các công thức, sẽ dễ khiến bạn cảm thấy bị đầy bụng, đồng thời cũng làm giảm đi hiệu quả của việc đốt cháy mỡ thừa. Uống trà gừng thường xuyên sẽ giúp bạn có sức đề kháng tốt trong mùa đông, cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không thấy mệt mỏi, không ngại tập thể dục khi trời lạnh. Vị cay của trà gừng cũng giúp cho bạn kiểm soát được các khẩu phần ăn một cách nghiêm túc hơn, không ăn quá nhiều, duy trì được lối sống tốt. Nếu bạn không thích vị của gừng, có thể pha loãng với nhiều nước hơn, giúp làm giảm vị cay nóng, đồng thời lại kích thích cơ thể uống đủ nước, vừa giúp thanh lọc cơ thể độc tố, lại hỗ trợ kéo dài cảm giác no bụng, bớt thèm ăn. Sự kết hợp của các gừng với các nguyên liệu đơn giản như trà xanh, cam, chanh, mật ong cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ da tươi trẻ, mịn màng, không bị khô nẻ trong mùa đông. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ 3 ly trà gừng mỗi ngày là chưa đủ. Bạn vẫn phải uống đủ ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, đảm bảo cung cấp nước và đủ ẩm cho cơ thể. Chuối sức khỏe giúp bạn thân mến nhanh chóng giảm cân thành công để có được thân hình khỏe đẹp như mong muốn. Sai lầm nghiêm trọng khi ăn gừng khiến cả nhà bị trúng độc. Gừng rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu không dùng đúng cách có thể khiến cả nhà bị trúng độc. Theo Trung y, gừng có vị cay, tính ấm, đi vào phổi, tỳ vị sẽ giúp tiêu đờm, giải độc, xua tan hàn khí. Tây y cũng khẳng định gừng có chứa nhiều hợp chất chống viêm và chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe như gingerol, beta-carotene, capsaicin, acid caffeic, chất curcumin và salicylate.
Vậy nhưng, ngay cả khi được ví như loại củ đại bổ, gừng vẫn là thực phẩm không thể sử dụng tùy tiện. Không gọt vỏ. Không nên gọt bỏ vỏ gừng đâu bạn nhé. Gừng chỉ giữ được đầy đủ dược tính khi để cả vỏ. Vì thế, nếu gọt vỏ gừng trước khi sử dụng sẽ khiến gia vị này không phát huy hết tác dụng. Bạn chỉ cần rửa sạch gừng là đã có thể sử dụng ngay. Không ăn nhiều gừng. Gừng thuộc tính nhiệt, ăn nhiều có thể gây khô miệng, khát nước, phát nhiệt trong người. Ăn gừng tươi đã bị đập dập. Chắc chắn nhiều người không biết rằng, củ gừng tươi sau khi bị đập dập sẽ sinh ra một loại độc tố mạnh có thể gây hoại tử các tế bào gan. Lâu dần sẽ biến thành ung thư gan và ung thư thực quản. Không dùng gừng cho những người bị trúng nắng. Nước gừng tươi đường đỏ chỉ thích hợp với những người phong hàn cảm mạo hoặc vị hàn phát nhiệt sau khi dầm mưa. Không được dùng cho những người bị cảm mạo thử nhiệt hoặc cảm mạo phong nhiệt. Càng không được dùng cho những người bị trúng nắng. Uống nước ép gừng tươi có thể trị buồn nôn do bị lạnh gây ra, còn buồn nôn do những nguyên nhân khác thì không nên sử dụng. Phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên ăn gừng. Phụ nữ mang thai không nên ăn gừng. Mặc dù gừng đôi khi được dùng để điều trị tình trạng ốm nghén, nhưng ăn quá nhiều lại có thể gây ra dị tật bẩm sinh và các vấn đề khác. Theo Trung tâm Y tế Mayo Clinic, Mỹ, tiêu thụ gừng với liều lượng lớn có thể ảnh hưởng đến hormone giới tính của em bé hoặc gây sảy thai, chảy máu khi mang thai. Dưới đây là những sai lầm khi dùng gừng mà các bạn giảm cân bằng gừng cần lưu ý. Các bạn giảm cân an toàn và hiệu quả, tránh những sai lầm đáng tiếc nhé bạn thân mến. Đánh tan mỡ bụng trong một tuần chỉ với gừng rang muối. Mà bà mẹ một con hường chuối đã giảm mỡ bụng sau sinh thành công. Lưu ý, hai phương pháp này không chỉ có tác dụng với các mẹ sau sinh nở mà còn phát huy tác dụng với các nàng chưa bầu bí nhé. Giảm mỡ bụng bằng rượu gừng hạ thổ. Lúc mình mang thai được chừng 5 tháng thì mình có làm một hũ rượu gừng. Vì nghe nói rượu gừng phải để trên 3 tháng thì mới có tác dụng tốt, và nghĩa là cứ làm lúc nào cũng được, miễn là lúc dùng đã phải ngâm được 3 tháng rồi thì mới hiệu quả. Lưu ý, có một số người thêm nghệ nhưng mình thấy cho nghệ vào, đến lúc dùng hay bị vàng quần áo, chăn gối lắm nên mình không cho. Còn ai thích cho thêm nghệ thì cho, rất tốt, nghệ làm sáng da luôn. Chuẩn bị 1kg gừng, 1kg nghệ, không cho cũng không sao. Rượu trắng, mình dùng rượu vodka. Đầu tiên là cạo sơ qua vỏ gừng và nghệ, rửa sạch rồi sau đó cho vào cối giã nát, không cần nát quá. Sau đó, vét hết cả cái lẫn nước, cho vào một hũ nhựa hoặc hũ thủy tinh đều được. Rồi đổ rượu lên, ngập khoảng 2 đốt ngón tay là được. Sau đó ta có thể chôn xuống đất ở vườn, còn nhà ai không có vườn thì có thể để nơi thoáng mát. Tầm 2-3 tháng là rượu gừng nghệ sẽ có màu rất đẹp. Đợi đến lúc đẻ là có thể mang ra dùng rồi. Tác dụng: chất kigeron có trong tinh dầu gừng sẽ làm nóng vùng bụng, giúp tiêu mỡ cục bộ vùng bụng của các chị em. Rượu như chất dẫn, tinh dầu gừng thấm vào vùng mỡ thừa dưới da làm tăng phân hủy mỡ thừa nơi này. Đồng thời, nghệ sẽ giúp tái tạo làn da, giúp da bụng bớt nhăn nheo. Đến khi đẻ, mình đẻ mổ, mình đợi cho vết mổ kín miệng xong, đến khi được tắm rửa thì mình lôi hũ rượu gừng ra xài. Mỗi lần tắm, mình lấy một ít bã gừng và nước rượu mà mình cho vào lòng bàn tay, rồi úp chặt vào vùng bụng. Dùng sức đánh mạnh tay như kiểu quả lắc ấy, massage trong khoảng 5-7 phút mỗi ngày, rồi sau đó tắm sạch. Có người còn massage cả người cơ vì rượu gừng sẽ làm ấm người, ấm bụng, rất tốt cho mẹ nào sinh con vào mùa đông lạnh như mình. Như vậy sẽ không bao giờ bị lạnh bụng. Sau khi tắm xong, mình lấy nguyên nước gừng, không lấy bã, xoa toàn vùng bụng rồi lịt bụng lại. Tác dụng sẽ tăng gấp đôi so với những lần chỉ lịt bụng không thôi đó. Giảm mỡ bụng bằng phương pháp gừng rang muối. Đẻ xong thì cũng chỉ ở nhà chăm con nên có thời gian rảnh là mình rang muối với gừng. Hôm thì cho thêm tí rau ngải cứu cho ấm bụng, ngày đắp 2 lần. Chuẩn bị 3-500g gừng, muối hạt to 500g, một bó rau ngải cứu không có cũng được, một túi nhỏ hình chữ nhật, cái này tự may được, để đổ gừng và muối vào và đắp lên bụng. Đầu tiên cũng cạo qua vỏ gừng và rửa gừng, giã sơ qua rồi trộn đều với muối cho lên chảo rang nóng. Muối nhiều hơn gừng nhé. Rang cho nóng nhưng đừng để muối thành tinh nhé. Nghĩa là nóng vừa phải thôi,
vẫn còn hơi nước muối gừng chứ không phải rang cho khô cong đâu ạ. Vì nước muối gừng đó mới là tác dụng chính, thẩm thấu qua da giúp cho săn chắc và đánh tan mỡ thừa, trả lại vùng bụng phẳng lì và eo thon cho các chị em. Đắp xong lại lịt bụng. Muối gừng có thể rang 2 đến 3 ngày mới phải thay. Cứ vừa bôi rượu gừng, dùng rượu gừng để massage kết hợp với rang muối gừng ngày đắp bụng 2 lần thì chỉ trong vòng khoảng 1 tháng, bụng mình đã thon gọn rồi. Ai cũng phải ngạc nhiên vì trước tăng cân kinh quá nên ai cũng nghĩ không về dáng nhanh được, nhưng cuối cùng thì lại ngoài sức tưởng tượng. Đây là phương pháp mình đã dùng và thấy hiệu quả cao, không hề tốn kém nhưng đòi hỏi sự chăm chỉ và tỉ mỉ. Phương pháp này có hiệu quả với những bạn chưa sinh đẻ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn subscribe để nghe những hướng dẫn mới nhất từ channel giảm cân nhanh T2VTV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.